Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của What the Hand. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chia cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và ok, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo nào. Và mình không nói nhiều nữa. Rồi. Thì như các bạn thấy biết ấy, là tập trước chúng ta đã chơi đến màn thứ 7 rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng chơi thêm một số màn nữa. Đến màn thứ 10 là chúng ta sẽ có một cái dương rồi. Tuy là hiện tại là chúng ta vẫn chưa quan tâm lắm. Ủa? Bây giờ quay lại như nào? Đây, mình có thể quay lại. Rồi. Hình như là chỉ có 4 nấc thôi sao đấy, hoặc là nhiều hơn. Mình có thể vào mấy chỗ này này. Để mình có thể nhận mấy cái đồ đó, kiểu là ngày 1, ngày 2 á. Đó. Được 30 đồng này. Được 3 bà tăng nữa. Với được 8 con này. À, có một vài bạn nói mình cái con Puzi đấy là đám nó rất to, nó đập phát chết luôn, nhưng nó rất yếu. Sấm sét. Rồi, được 4 cái khá là xịn. Cái này chúng ta có thể mua bằng cái kim cương này này. Tuy nhiên là kim cương ruby đi. Rồi cái đấy nó được 50 con, ngon. Mình sẽ nhận một số đồ free này. 10 game free ạ, bựa vậy. Rồi, mấy cái này mua bằng tiền thì tạm thời chưa có tiền nên là chưa mua được. Rồi, mình có thể dùng để nâng cấp mấy cái này này. Nâng cấp nó lên thì có nâng cấp máu không? À, 51 máu các bạn ạ. Con này có 51 máu, để xem bàn này bao nhiêu máu rồi. Bàn này 850 máu, các bạn thấy sự khác biệt chưa? Ông này 70 máu. Ui, vậy là ông này cũng chả khác gì con quỷ lùn kia các bạn ạ. Ông này bao nhiêu máu? 405 máu. Vậy là có bà kia là trâu nhất rồi. Ông này thì 102 máu, nhưng mà attack rất là cao. Bà này thì attack rất là thấp. Thì chủ yếu là mình chơi chủ lực là cái ông bắn cung đứng sau, rồi bà này đứng đằng trước á. Mà mình không ngờ là ông này đã lên level 4 rồi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mát tiếp nhá. Ở đây nó có một cái gì đây? Mình có thể vào Facebook để nhận đồ ấy, nhưng mà mình sẽ vào Facebook cho lúc offline. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi màn thứ 7 để xem là như thế nào. Ok, Little Girl. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh ở màn thứ 7. Rồi, bây giờ cái chiến thuật của mình rất đơn giản thôi, đó chứ là chủ yếu là gọi mấy con quỷ lùn ra. Đây là ba nhân tố chủ lực của mình. Lâu lâu thì rủ thêm ông này ra cũng được. Mình cho chứa cho con quỷ lùn đi trước để nó hy sinh thôi. Ui, bên nó có sấm sét các bạn ạ. Vãi thật. Cẩn thận thua ấy chứ. Đây, mình sẽ cho mấy con này ra. Con tăng với nó nhìn buồn cười quá. Để xem lần này có thắng được không. Mình đang cố gắng chờ bà tăng ra thôi chứ. Mấy con quỷ lùn nó yếu lắm. Rồi, dễ là win lắm. Bởi vì quân địch bây giờ hết người rồi. Mình sẽ cho một cái sấm chớp vào đây để đánh vào kia. Cho mấy con quỷ lùn tới phang vào mồm con kia. Rồi, mấy cái bà tăng kia đánh không được mấy cái con kia của mình đâu, mấy con quỷ lùn đâu. Ôi, cung tên của mình cũng sắp chết hết rồi. Quỷ lùn. Ô, quỷ lùn giống như kiểu mấy cái con tự sát đấy các bạn ạ. Lên đập phát xong rồi chết luôn. Ok, có tăng rồi. Có tăng rồi. Rồi, xong, ui, vẫn chưa xong. Bà này khá là trâu đấy. Little Girl, Little Rigger, Loteria. Vẫn chưa chết à. Rồi bà tăng lên rồi, bên kia cũng có tăng rồi. Mình nghĩ là mình nên gọi càng nhiều quỷ lùn càng tốt. Vì thôi thức. Xong, mầm cung tên rồi. Quỷ lùn đam. Quỷ lùn đam rất to. Rồi xong rồi đấy. Yes. Victory. Khá là easy. Rồi xem mở cái gì nào. Bạc này. Kinh nghiệm này. À, được thêm mấy cái đồng ông này nữa. Chắc là mình cũng phải mang xài thêm ông này các bạn ạ. Đây mình có thể gọi thêm một số nữa. Thứ nữa rồi, bên mình có thể vào đấu trường rồi các bạn ạ. Để mình thử vào đấu trường xem nó có gì nhá. Mình sẽ đặt tên là Vũ Lít Minecraft. Ok, continue. File, mình sẽ vào chiến trường đấu thử nào. Ui, tên thằng này nghe khắm vậy. Không sao, mình sẽ đánh thử đấu trường để xem thằng này nó như thế nào. Wow, đấu trường đẹp thế. Vai bọn này nó không chơi quỷ lùn không này. Ui. Vai. Không sao. Hiện tại là bây giờ quân mình vẫn chưa thua thiệt lắm. Mình cần phải gọi nhiều cái thằng cung tên ra bởi nó đứng đằng sau rất là mạnh. Với cả quỷ lùn nữa. Ui, bên kia có đại bác kìa. Con đại bác nó lợi thế thế, nó bắn chết hết mấy cái con quỷ lùn mình luôn. Đam. Rồi, đấy, đúng rồi. Quỷ lùn đang tương vào mặt bên kia. Ôi trời ơi, bà mẹ vĩ đại. Xúc xích gì đấy. Vãi, trong đấu trường nó bắn cả xúc xích với cả khán giả là mấy cái thằng mấy con gà các bạn. Bữa ấy. Rồi gọi quỷ lùn lên.
Rồi bên kia hết người rồi. Đội quân cung tên của mình có phải gọi là bá đạo. Bây giờ chỉ cần gọi quỷ lún ra là win thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ tấn công vào người rồi. Rồi quỷ lún nó đập cho thì cứ sát con mỏ định đi. Rồi rồi cung tên bắn. Rồi nó gọi ra thằng đại bác rồi. Nhưng mấy thằng đấy gặp quỷ lùn thì cũng sắp mặt thôi. Oh no. Mày đội quỷ lùn của anh đập cứ gọi là sắp mặt. Đó, xong chưa? Oh, đập, yes. Win rồi anh em ạ. Khá là dễ dàng. Ok, mình đã kiếm được rất là nhiều kinh nghiệm sau khi mà mình đánh bại được một người chơi khác. Và được thêm điểm cúp nữa các bạn ạ. Mình không hiểu lắm. Nhưng là kệ đi, không quan tâm lắm. Rồi, mình sẽ next. Mình lên level 3 rồi này các bạn. Được cộng 20 ruby với được cộng thêm máu nữa. À mình hiểu rồi. Nghĩa là bây giờ nếu mà mình mà lên cấp thì mình sẽ được cộng thêm máu các bạn ạ. Ok. Mình không muốn đấu trường tiếp đâu. Bây giờ mà đấu trường là gặp toàn cái thằng gì đâu. Mình không muốn đấu. Ok, mình sẽ đấu thêm một ván đấu trường thôi. Mình nghĩ là nên dừng lại các bạn ạ. Mình đi map tiếp đi. Mình bây giờ hiện tại mình thích đi map hơn là đi đấu trường. Mom Sat Boy. Ờ vẫn là cái mấy cái thằng như này à. Ui nhưng mà nó có mấy con lính mới các bạn ạ. Nó có con phù thủy bóng đêm. Tất nhiên là gọi Big Mom ra trước rồi. Rồi mình sẽ chơi cái chiến thuật người mẹ và những đứa con. Người mẹ và những đứa con. Rồi chuẩn bị cho một quả sấm sét vào đây là Thơm đấy. Rồi mình nghĩ là trận này mình sẽ thắng các bạn ạ. Hay. Cho quỷ lùn lên. Trời ơi quỷ lùn quá là mạnh luôn. Mấy cái ông cầm thương là chạy nhanh phết đấy các bạn ạ. Nhưng mà mấy ông ấy triệu hồi thì tốn sao hơn là mấy con quỷ lùn. Mấy tập trung là đập nhau là chết cả hai đứa luôn. Mình đang suy nghĩ là mình có nên dùng đến cái ông đại bác không. Ồ càng ngày càng khó ăn đấy các bạn ạ. Cái ông cầm cung này sao bắn run tay vậy. Đây rồi. Quỷ lùn đập nó. Hay. Thôi con đại bác bắn lan các bạn ạ. Rồi bà mẹ vĩ đại đam bé quá không giết được con quỷ lùn. Con quỷ lùn đam quá to. Rồi, đập vào mặt nó. Con quỷ lùn nó cầm chùy gai đập mạnh vãi các bạn ạ. Rồi, win. Khá là easy. Mấy cái màn đầu nó chắc là chưa có gì để phải nói hết. Không có gì để nói nhiều. Ok. 7 vàng. Và 20 kinh nghiệm. And oh, chưa sấm sét chưa mát các bạn ạ. Enjoy game. Mình có thể thưởng thức game. Mình có thể giúp họ vote cho cái game này được mấy sao không? Vãi nồi. Ok, bây giờ mình quay lại như nào? Mất dậy vậy? Mà chơi tiếp đi. Vãi thật. Tự nhiên bắt mình vote cho game ạ. Lại Little Girl tiếp. Ồ, đời này ghi đúng chính đá đấy các bạn ạ. Ui, nhưng mà cái đội này nhìn gắt đấy. Không đùa đâu. Nhưng mà vẫn cái chiến thuật cũ thôi. Rồi, mình nên cho phát vào đây. Ui nó có con gì kìa. Nó có con gì nhìn tại bác nhìn kinh vãi. Đội quân này nó hoàn toàn khác so với đội quân của mình nhé các bạn. Các bạn hãy để ý là đội quân này hoàn toàn khác so với đội quân của mình. Thế nên mình sẽ gọi quỷ lùn ra nhiều lên. Mình nghĩ là về sau mình cũng phải có một đội quân khác. Chứ nếu không là cứ nếu mà cứ những cái đội quân chỉ như thế này thôi mình sẽ thua mất. Mình sẽ cho xin dao ra. Rồi. Thêm quỷ lùn đi. Càng nhiều quỷ lùn càng tốt. Ok. Sao mấy con mình đi chậm như sen đấy. Rồi sắp thua rồi. Bây giờ mình có rất là nhiều cung tên như bạn thấy này. Nhưng mà cung tên cái con kia nó bắn lan được kìa. Bắn hết cung tên của mình rồi. Mình nghĩ là cần phải cho một cái bà tăng đi trước. Trời ơi có con hút máu đằng sau kìa. Vãi thật. Hay lắm bà tăng. Ôi bà tăng cũng sấp mặt rồi. Hay quá. Mình đánh bại được con robot nhà nó rồi. Bây giờ nhìn nó có hai con hút máu đằng sau lận, mình phải giết hai con hút máu này. Bùng chết. Rồi bây giờ nó hết đội hút máu. Ô nó quỷ lùn kìa. Nhưng mà quỷ lùn với nó nhìn khắm quá. Quỷ lùn với nó đập lan hay sao đó. Ôi chết rồi, bị đẩy đến đường cùng đấy các bạn ạ. Thua sắp mặt rồi. No, đừng. No, anh em đến cứu rỗi đi. Đến cứu rỗi đi quỷ lùn. Rồi cần một người tăng. Rồi có đã tao có tăng cơ rồi. Tăng cơ và quỷ lùn. Bên nó có con hút máu ghê quá. Ok, giờ gọi cung tên ra đứng sau bắn thôi. Và quỷ lùn đi đằng trước. Đập. Bây mình mà hồi sinh được sấm sét thì ngon. Rồi xong rồi, trận này dễ thua lắm các bạn ạ. Sao con địch nó lại mạnh thế nhỉ? Vãi thật.
thật. Rồi thôi xong rồi, gắt rồi. Bị gặp phải đối thủ rồi. Có cái gì mà cứ có cái đạn bắn đấy nhỉ? No no, đừng. Đội quân của mình càng ngày càng chết rồi. Không biết nó có nhiều con hồi máu quá. Đây rồi. Vũ khí cứu tất cả đây rồi. Chắc cua quá các bạn ơi. Trận này căng quá. Hay nó bắt mình phải thua một trận. Thường là mấy cái game nó hay bắt mình thua một trận các bạn ạ. Ừ, nhưng mà chưa chắc nó thua. Trận này mình chỉ dồn vào đường cùng nhưng mà đội quân của mình vẫn còn mạnh lắm. Nó lại cũng lên mạnh không kém bên mình. Ok, bật lên. Bung tên lên. Bên nó có con hút máu á, bên mình lại có con hút máu á này. Đánh khá là khó. Ép quá, tìm bạn này ép quá. Mình sắp thua rồi. Trận này căng vãi. Mình phải rút kinh nghiệm thôi. Đầu là mình xài sấm sét sớm quá. Lẽ ra mình phải đợi mấy con hút máu lên rồi mình bắt đầu xài sấm sét các bạn ạ. Nên mình xài sấm sét sớm quá cho nên là dễ bị thua. Để mình sẽ khắc phục ở trận sau để xem có khắc phục được hay không. Dễ thua rồi, thôi thua rồi, xong rồi. No. Không biết là nó có chỉ mình cách cách tăng sức mạnh không ra. Ồ vậy. Đấy mình nó ghi là mình cần phải get more hero. Đấy mình nó chỉ cách tăng sức mạnh ấy là mình đi kiếm thêm anh hùng. Kiếm anh hùng ở đâu? Mình có thể, à mình có thể mua các bạn ạ. Rồi mình có thể mua ở đây. À mình có thể mua được con Luigi ấy nữa này. Mua Luigi bằng bằng vàng cơ. Tuy nhiên là bây giờ mình chỉ mua được mấy con này thôi. Ok. Nâng cấp ổi mà bây giờ mua thì càng mua thì nó càng tốn tiền. Thế là ok. Cái gì đấy? Mình sẽ nâng cấp cái bài lên. Ok. Level 4/10 thì máu nó tăng. Ủa, tăng nhiều máu đấy các bạn ạ. Đây mình có rất là nhiều chiêu thức mới này. Tuy nhiên là hiện tại là vẫn chưa xài được. Và những cái tướng mới này. Wow. Càng ngày càng mở ra càng nhiều tướng với cả là người mới đấy. Với chiêu thức mới đấy. Cho nên mình phải cố gắng vượt qua cái trận này. Ok. Dù sao con tướng của mình cũng cấp 6, mình nghĩ là mình sẽ giành chiến thắng thôi. Ok. Mình đợi tí nó ra mấy con búp máu rồi mình bắt đầu mình kia. Đây mình thử thay đổi đội hình một tí xem thế nào nhá. Vẫn phải gọi cái đàn kỳ lùn ra các bạn ạ. Sao bây giờ bên nó summon nhanh thế nhở? Bên mình summon đúng chậm luôn. Và bên nó summon đúng nhanh luôn. Để mấy con búp máu này mình sẽ chết. Đấy, mình để sấm sét cho mấy con búp máu nữa. Là mình nghĩ là sẽ win. Bởi vì mấy con búp máu nó lợi lắm. Mấy con kia đứng sau và hít búp máu thôi. Mấy con kia... Đấy đúng rồi. Đúng rồi các bạn ạ, chúng ta nên để sấm sét để giết mấy con búp máu. Là cơ hội win của chúng ta rất là cao. Ok, đã hiểu. Gọi thêm một bà mẹ nữa. Đung đung, trời ơi các em ơi. Anh biết cách chơi rồi. Các em lại thua rồi chị. Win nhanh quá các bạn ạ. Đúng là biết chơi thì nó win một cách lạ thường. Nó nhanh chóng một cách lạ thường. Ok, 7 vàng này, 20 kinh nghiệm này. Ờ, được thêm 3 con đại pháo nữa. Được đấy rồi. Nhận tiền à? Hay gì đấy? À no. Mình có thể dùng cái gì đây để tiền thì là 50 hero với 50 cái gì nữa. Nhưng hiện tại mình chưa có tiền. 222.000 nữa thôi. Mình không có tiền. Bây giờ mình chơi sau, hình như mình sau khi mình chơi sau cái màn này thì mình sẽ được rất nhiều đồ này. Rồi, ok, sẵn sàng chưa anh em? Chúng ta sẽ phải đánh bại được cái màn này. Ok. Bây giờ mình sẽ gọi bà mẹ vĩ đại ra trước. Sau đó mình sẽ gọi con đại pháo ra. Không biết bên kia nó có cái con hồi máu không. Sau đó gọi cung ra. Đấy, đấy là quy luật để đánh. Giờ đây là cái chiến thuật mới của mình. Vãi. Bên nó có sấm sét các bạn ạ. Mới vào sấp mặt hết của đội quân của mình rồi. Rồi. Nhưng không sao, nó không tấn công được cái bà mẹ vĩ đại của mình. Mình vẫn có cơ hội thắng. Đấy, đây là cái chiến thuật gọi là cực kỳ hay. Rồi, mình sẽ cho một quả sấm sét đây. Rồi, để gọi mấy con chú quỷ lùn ra. Oompa Loompa. Để xem chúng mày có thể chống chọi được bao lâu. Rồi. Úi giời, con pháo nã. Đúng là sau khi mà mình đã giác ngộ được mấy cái đội hình mới thì công nhận là nó sẽ dễ dàng rất là nhiều. Okay, đây là cái màn quan trọng ấy, mở được rất là nhiều đồ với kinh nghiệm. Thêm 3 cái thằng đại pháo nữa. Ồ, thêm 9 cái này luôn. Ồ, được một cái con tướng mới hay sao này. Brocksmith này, tướng Epic này. Màu tím mà chắc là xịn lắm này. Ok, sao mình lại phải đánh tiếp à? Chưa gì đã gặp một thằng level 1 mà. Wow, đánh ở màn khác à? Rồi, như chiến thuật cũ thôi anh em. Chiến thuật nào mà không bị phá hủy thì chúng ta cứ xài thôi.
Ok, đây là đội quân chuẩn nhất của mình rồi. Không biết là bên bạn có con bút máu không, để mình quên mình nhìn đội hình nhé. Lẽ ra là chơi cái trò này chúng ta phải nhìn đội hình từ đầu thì mới biết được. Mày này nhờn nhờn này, quỳ luôn, quỳ luôn. Rồi những cái lúc này mình sẽ cho một quả sấm sét đây là sẽ win. Đó, tính hết rồi đó, xong khá là easy đúng không các bạn. Bang bang bang, yes, khá là nhanh. Sau khi mình giác ngộ được chiến thuật mới thì mình thấy là mọi thứ diễn ra thật dễ dàng. Được có 7 con các bạn ạ. Như con trong trò này khó kiếm lắm hay sao á. Ồ, mình được rất là nhiều cái ông cung tên rồi. À, bây giờ mình có thể nhờ được sự trợ giúp gì đấy. Ui, mình kiếm được 50 con thì mình sẽ được 20, thêm 20 con nữa. Bựa vậy. Rồi ok, mình đã chơi đến màn 12 rồi. Tuy nhiên là mình sẽ dừng tập này đây nhá. Và nếu các bạn thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Mình sẽ tiếp tục tập tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye!